Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chỉ đạo 138 và Ban chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 138 và Ban chỉ đạo 389 quốc gia. Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì tham dự hội nghị. Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận những nỗ lực của các lực lượng trong năm 2020. Nhiều loại tội phạm giảm, đặc biệt đã làm tốt công tác điều tra tội phạm kinh tế, đưa ra xét xử khách quan, nghiêm minh nhiều vụ án lớn, được nhân dân đồng tình đánh giá cao. Cả lực lượng làm tốt công tác ổn định thị trường, chống sản xuất hàng giả, làm tốt công tác chống sản xuất, kinh doanh các mặt hàng y tế kém chất lượng, góp phần quan trọng trong phòng chống dịch. Phó Thủ tướng yêu cầu các ngành lực lượng, địa phương với chức năng nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm của mình đề xuất những giải pháp thiết thực, hữu hiệu, đồng thời nhân rộng những sáng kiến, cách làm hay trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian tới. Theo Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 quốc gia, trong năm 2020, công tác phòng chống tội phạm đã đạt những kết quả quan trọng, về cơ bản đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 6,8%, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt 83,5%, triệt phá 1.860 băng tội phạm các loại. Đặc biệt đã làm tốt điều tra các vụ án tham nhũng kinh tế, nhất là việc xử lý vi phạm trên lĩnh vực quản lý đất đai, giao thông, đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án lớn. Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cả lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 185.461 vụ việc vi phạm, giảm 16,3% so với cùng kỳ, nộp ngân sách hơn 24.817 tỷ đồng, tăng hơn 15%, khởi tố 2.543 vụ với 3.502 đối tượng, tăng 28% số vụ. Năm 2021, Ban chỉ đạo 138 Chính phủ tập trung công tác phòng chống các loại tội phạm ma túy, buôn bán người, triển khai thực hiện quyết liệt các hoạt động phòng ngừa xã hội, nhất là địa bàn dân tộc, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, chú trọng các đối tượng có nguy cơ cao, các địa bàn trọng điểm. Đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vụ việc vi phạm. Các lực lượng phối hợp chặt chẽ nhằm ngăn chặn hiệu quả tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trong tình hình mới.